Đây con UPS cửa cuốn mình sửa xong rồi đây. Đây là những mớ linh kiện hỏng. 4 con Fed inverter này. 2 con điện trở R Sun và con relé. Cái đèn này nó đang đỏ là do điện áp sạc nhé, điện áp nó đang sạc. Đây. 220V. Rút điện đi này. Điện inverter ra này. Điện từ 24V inverter ra thì nó cao hơn chút. 236V. Đèn xanh này. À bắc quy. Cầm lại mỗi ngày bán 220V 150 kg. Dạ. Do cái xả của mình đang để cái áp nó hơi cao.